như tôi không nói, nhưng mà tôi không nói có trong chương trình, nhưng mà cái này tôi không phải nói. Là cái gì đầu tiên đó là quý vị nên đem vào ánh sáng, quý vị dằn được. Quý vị dằn được. Dằn cái, ví dụ như quý vị hứa với Chúa bây giờ, để mà con sổ được 10 con cua, con dằn cho hội thánh 2 con. Rồi quý vị sẽ thấy. Chỉ cần quý vị hứa thôi là tối ra buổi trưa dằn là quý vị đã thấy cái kết quả sẽ là. Còn nếu mà chúng ta ăn thì sao? Thì hả? Mà chúng ta để lại dân nguyên nhà Chúa là có. Đó là giống chúng ta gieo. Và cái cuối cùng là phần cầu nguyện góp phần với quý vị khi chị giáo. Có nghĩa là Chúa đã cứu tôi với quý bà anh chị em rồi. Bây giờ chúng ta không phải lo nữa, không phải lo sự tiền ngọt nữa. Tại vì bây giờ còn sống hay chết thì khi mà Chúa trở lại chúng ta đều được lên thiên đàng cả. Nhưng mà bây giờ chúng ta được cứu rồi, chúng ta không thể nào mà tính thanh được. Chúng ta phải nói về phước hạnh và sự thương xót của Chúa cho những người khác, cũng như là đại mạng lệnh của Chúa trước khi về trời. Chúa dặn chúng ta rằng trong Ma-thi-ơ đoạn 28 đó, thì Chúa dặn chúng ta rằng là hết thảy quyền Đức Chúa Giê-xu đến ra gần phán với các môn đồ như vậy: hết thảy quyền phép trên trời dưới đất đã giao cho ta, vậy hãy đi dạy dỗ muôn dân, hãy nhân danh Đức Cha, Đức Con, Đức Thánh Linh mà làm phép báp tem cho họ và dạy họ giữ hết những điều ta đã truyền cho ngươi, và nay ngươi thường ở với chúng ta luôn cho đến tận thế. Thành ra Chúa muốn ở luôn với các bạn, chị em và tôi cho đến tận thế. Amen. Nhưng chúng ta phải vâng lời Chúa. Quý vị muốn được phước không? Muốn được phước thì quý vị đi làm chứng đi, đi nói về Chúa cho người khác. Quý vị muốn cộng đồng của mình lớn mạnh mà con cái của mình khôn ngoan mà không có cái sự mà xì ke ma túy, hoặc là không có cái sự mà đe dọa về những tai nạn xã hội không? Nếu quý vị muốn, quý vị đi làm chứng cho họ đi. Những cái người mà hung dữ đó, họ tin Chúa, họ hiền lại là mình chơi với họ là mình không có bị ảnh hưởng, con cháu của mình cũng bị ảnh hưởng. Cái đó là được phước cho đất đó. Thành ra là Chúa muốn tôi với bà chị em chúng ta đi làm chứng. Quý vị đừng ngại khi làm chứng, quý vị thấy quỷ, quý vị cứ đuổi, không có cần thiết phải gọi điện kiêm sư hoặc sư thầy đâu. Thưa quý vị biết quý vị là con cái Đức Chúa Trời thì quý vị biết nó là ma quỷ, thì nhân danh Chúa Giêsu Christ. Quý vị nhớ nha, phải nhân danh Chúa Giêsu Christ nha, nhân danh Đức Chúa Giêsu Christ. Tao truyền cho mày phải nuôi ra khỏi người này. Nếu mà nó xin tên thì đuổi ngay cái tên đó, chứ không có cần thiết phải kêu bất cứ người nào cả. Tại vì quý vị khi mà đã tiếp nhận Chúa Giêsu, quý vị được quyền là con cái của Chúa. Quý vị biết vua đời này, hoàng tử đi ra đường đó, gặp ăn cướp thì sao? Ăn cướp đó, nó bỏ nó chạy, gặp quan lớn á cũng phải quỳ xuống nữa, đúng không? Thì bây giờ tôi với các bạn chị em là hoàng tử, là con Chúa của Chúa Trời rồi, thì chúng ta đủ quỷ nè, rồi chúng ta cầu nguyện cho người bệnh. Những người bệnh đó, chỗ nào thì quý vị đặt tay quý vị cầu bệnh đi. Chúa sẽ chữa lành cho những người đó, để chi để sáng danh của Chúa. Rồi những cái người nào mà biết người câm gì đó, họ có nan đề không cầu nguyện thì quý vị cũng cầu nguyện của họ. Qua sự cầu nguyện đó mà họ thấy được sự chữa lành của Chúa và họ tin với những Chúa và họ tiếp nhận Chúa Giêsu, chúng ta sẽ có anh thêm anh em nữa. Quý vị muốn ở đây có một cái nhà thờ thiệt lớn để chúng ta vào đó, chúng ta rời nát tự do thoải mái thờ đúng không? Muốn thì quý vị đi làm chứng đạo đi. Đúng thời điểm Chúa sẽ cho quý vị. Tại vì Chúa nói là Chúa sẽ không từ chối những gì mà mong nguyện quý vị cầu xin đâu. Nếu mà quý vị cầu xin đẹp lòng Chúa cho đó. Và phòng cầu nguyện toàn cầu cũng muốn góp phần để truyền giáo cùng với quý vị. Chúng tôi sẽ ở đằng sau lưng, sẽ ủng hộ, sẽ cầu thay cho quý vị khi mà quý vị đi truyền giáo. Và phòng cầu nguyện toàn cầu chúng tôi cần được 4 người để mà làm công tác của phòng cầu nguyện toàn cầu. Có nghĩa là một người đại diện trưởng phòng và một thư ký và hai thủ quỹ. Và cái phòng cầu nguyện, cái quỹ của phòng cầu nguyện toàn cầu này không ảnh hưởng gì tới cái quỹ của hội thánh cả. Đó là cái quỹ tập hợp. Tuy rằng ở trong hội thánh nhưng mà không được thuộc quản lý, không được thuộc về hội thánh. Tại vì nó sẽ nối kết với các phòng cầu nguyện toàn cầu khác ở trên thế giới này. Và khi mà có sự hỗ trợ tài chính về phòng cầu nguyện bất cứ phòng cầu nguyện nào ở các nơi, thì quý vị phải trích ra từ 1 đến 3 phần 10 danh dự trung tâm. Tại vì cái cầu này sẽ có cái sẽ có người để mà người ta hỗ trợ đi giúp đỡ vào cái quỹ này, thì quý vị phải xuất cái quỹ này ra. Thứ nhất là để giúp đỡ cho người hậu của Chúa để đi đổ xăng. Thứ hai là giúp đỡ cho những người nghèo có cơm ăn áo mặc. Thứ ba đó là mình làm những công việc lành là xây dựng. Còn cái thứ tư đó quý vị phải trích ra từ 1 đến 3 phần 10 để gửi về trung tâm, là gửi về phòng phụng toàn cầu Việt Nam ở thành phố Hồ Chí Minh. Đây là địa chỉ. Và quý vị có nhiệm vụ trách nhiệm là thông báo về cái nguồn quỹ đó mỗi tháng cho phòng phụng toàn cầu. Và đây
thấy là cái điều mà tôi lưu ý với các bạn chị em là khi mà chúng ta gia nhập phòng phận cầu đó thì chúng ta có thể là nối kết với nhau bằng cách đó là khi con của một người đại diện của phòng phận toàn cầu nào đó có một cái nhan đề xảy ra là bệnh tật hay là gì đó thì tất cả chúng ta có thể đi thăm với nhau, chúng ta có thể đi thăm viếng với nhau rất là tốt. Thành ra đây là cái mối đồng tâm đó quý vị. Và bây giờ tôi xin đọc về cái chúng ta xin đọc sơ về cái thông tin cần biết của phòng phòng nguyện cầu để quý vị có thể tham gia. Là một thành viên của phòng phòng nguyện toàn cầu, tôi biết rằng đây không phải là một vụ tư vấn và tôi cũng không thực hiện tư vấn cho bất kỳ điều gì. Có nhiều chuyện thì chúng ta không biết gì thì chúng ta không nên tư vấn, tại vì nếu mà chúng ta tư vấn sai thì nó rất là gây ảnh hưởng với những người khác. Hai là một người hầu Đức Chúa, tôi chỉ biết luôn cầu nguyện và tôi luôn trông cậy vào sự dẫn dắt của Chúa Thánh Linh để tôi biết cách cầu thay cho dân sự hòa nhã. Tôn trọng anh em khác, khích lại nhau trong đức tin. Anh em. Ba, tôi không tư vấn về y học hay dinh dưỡng, ví dụ khi uống thuốc hoặc không uống thuốc, ăn các thức ăn có khi ăn các thức ăn có chứa vitamin. Có nghĩa là mình là không, mình là người hầu Đức Chúa, con cái Chúa, là những mục sư, những giáo sĩ, chúng ta không là bác sĩ, thành ra chúng ta không tư vấn cho họ về những cái vấn đề đó. Mình có thể mình còn hỏi cho họ, nhưng mà con có tư vấn, cái đó là có bác sĩ rồi. Và điều thứ tư, tôi khích lệ mọi người đi kiểm tra sức khỏe định kỳ. Đây là cái vấn đề mà bà con của mình nghèo không có làm được. Có khi nào chúng ta đi kiểm tra sức khỏe lắm, mà mỗi khi mà chúng ta thấy một người nó khó chịu mà chúng ta đi đến bác sĩ, cái đó bác sĩ nó thôi giờ về nó ăn gì ăn là xong rồi, đúng không? Thành ra chúng ta phải tập cái thói quen là lâu lâu quá chúng ta không phải đi kiểm tra sức khỏe, vì cái sức khỏe của quý vị là nhất là những người anh em, những người đàn ông là những trụ cột của gia đình. Quý vị muốn mà sống lâu trên đất này để mà gần vợ gần con thì cũng nên đi kiểm tra sức khỏe mình để mình biết mình sư có thể cầu nguyện hoặc là bác sĩ có thể là cho ta thuốc đó để mình điều trị. Còn nếu mà lâu lâu quá bình thường á, mình rước mình cái sức khỏe mà cái chuyện gì mình cũng rước rồi, cuối cùng thấy nói cái chuyện vô bệnh viện, cái bác sĩ đưa tờ giấy, bác sĩ nói ung thư là kỳ cuối rồi, về ăn gì ăn, cái chuyện đó là có thường lắm đó quý vị. Thành ra mình phải thận trọng cái vấn đề đó. Thứ năm, khi có lời tiên tri về một người nào đó, tôi không nói ra trước công chúng, là một cộng tác viên của phòng cầu nguyện, tôi không tranh luận về giáo lý hay chân lý. Trong phòng cầu nguyện tôi chỉ muốn cầu nguyện cho và cầu thay cho mọi người. Amen. Tại vì chúng ta yêu thương nhau thì chúng ta nên nhìn thấy cái tốt của nhau. Còn mặt về giáo lý với chân lý đó, chúng ta không nên so quá lẫn nhau thì nó sẽ đem ra cái sự giống phạm, cái tranh cãi. Thà rằng tôi cầu nguyện cho anh em còn hơn là tôi tranh cãi với anh em. Cái điều thứ sáu, nếu có một thành viên là trong nhóm phạm các điều khoản trên, tôi sẽ hòa nhã chỉnh sửa một cách khéo léo trước khi người đó rời khỏi một nhóm. Khi mà chúng ta đang nhóm lại với nhau như vậy mà chúng ta có một người nào đó họ không giữ quy luật thì chúng ta có thể mời họ ra riêng chỗ nào đó, chúng ta nói chuyện riêng với họ và không được chỉnh sửa họ trước mặt những người khác. Tại vì trước cũng dạy là phải coi những người lớn tuổi như cha chú, những người trẻ tuổi như là anh em. Thành ra nếu quý vị á có người nào mà xúc phạm đến anh em mình đó, chúng ta có thể xin số điện thoại và chúng ta gọi họ ra uống cà phê, hoặc là quý vị có thể bao cho họ ăn một cái tô hủ tiếu gì đó, rồi trong cái lúc ăn cái đó quý vị có thể là dùng lời Chúa mà chỉnh sửa mọi người để cho người ta thay đổi. Và cái điều thứ bảy là điều cuối cùng, điều này rất là quan trọng, xin quý bạn chị em chúng ta nhớ để mà chúng ta không phạm phải cái điều này rất là nguy hiểm. Là thành viên phòng cầu nguyện toàn cầu, tôi không được thảo luận hay nói những gì liên quan đến chính trị và tôi không làm chính trị. Tại vì khi mà quý vị nói đến những vấn đề này thì mình đã vô tình mình chiến tranh bằng một chữ, chúng ta không có làm chính trị. Chúa Giêsu cũng vậy, Chúa Giêsu đến thế gian này, Chúa nói là vương quốc của Chúa không phải là ở đây, nhưng mà vương quốc của Chúa ở trên thiên đàng. Thành ra chúng ta gì nước thiên đàng chứ chúng ta không có phải gì ở của cải trong đất, vì cái gì trên đất này nữa mà chúng ta làm. Thành ra là chúng ta phải nhắm mục đích mà chúng ta chạy. Chúng ta còn cái vấn đề mà chính trị là của chính quyền mình họ lo, tại vì Chúa nói là quyền các tất cả các quyền các thế lực đều do Chúa mà ra. Chúa đã đặt chính quyền để làm gì? Để bảo vệ mình, để ngăn cản kẻ ác. Nếu như mà chúng ta không nhân phục nhà cầm quyền đó thì chúng ta không vui lòng. Trong khi đó Chúa đã giao cho họ cái quyền đó mà mình lại cấm họ,
Quý vị nhớ khi một ngày kia Chúa Giêsu bước lên thập tự giá, khi Chúa Giêsu bị bắt bởi quan Pilát đó, thì mọi người đòi đóng đinh Chúa Giêsu. Thì quan Pilát mới hỏi là ta có quyền gì đóng đinh ngươi hay không? Thì Chúa Giêsu nói, nếu như mà không bởi quyền ở trên cho ngươi thì ngươi không được gì quyền gì đóng đinh cơ thể ta. Nhưng mà tại sao quan Pilát cũng được? Có nghĩa là đã có quyền ở trên giao giảm rồi. Thành ra Đức Chúa Giêsu vâng phục cho đến chết. Ngài giống như chiên cam kiếp không? Ngài không bao giờ nói cái gì hết. Tại vì Ngài vâng phục. Thì mình ở đây, mình là con cái Chúa Giêsu, mình phải giống Chúa Giêsu, mình phải vâng phục. Có đôi lúc không thỏa đáng, nhưng mà chúng ta vẫn phải vâng phục. Tại vì nếu chúng ta vâng phục thì người ta sẽ thấy chúng ta là sự sáng. Thấy không? Chúng ta là sự sáng, phải soi trước mặt người ta như vậy, họ thấy chúng ta là chúng ta. Cũng một việc đó mà họ làm chúng ta nhận. Cũng một việc đó họ làm người khác cười, người khác quay lên, thì người ta về người ta sẽ suy nghĩ, đúng không quý vị? Người ta cũng phải suy nghĩ, cho nên ở sao cái họ này mình làm như vậy sợ nó không? Cái họ kia sao bụng cái tạo làm họ này y được. Người ta sẽ suy nghĩ và người ta sẽ quan tâm mình, giúp đỡ mình nhiều hơn thì có chuyện đấy. Và đây là cái thông tin về hoàn toàn toàn cầu tôi đã đọc của gì đây. Và giờ này tôi xin phép được làm lễ ra mắt phòng tượng toàn cầu. Dạ, xin kính mời thầy Lê Văn Thảo là trưởng phòng toàn toàn cầu ở đẳng như này. Và chính thầy Thảo sẽ là người trực tiếp nói trước với mạng internet của phòng cầu nguyện. Để sau này có chuyện gì thì chúng tôi sẽ liên lạc với thầy Thảo, và thầy Thảo sẽ thông báo cho quý bạn chị em biết, cũng như là tiền quỹ của phòng cầu nguyện. Khi mà có người gửi vào thì chính thầy Thảo sẽ làm việc gì, sẽ gom anh em chúng ta lại với nhau và bàn với nhau. Tại vì một người đó thì nhiều khi làm sai, nhưng mà nhiều người đó thì chúng ta sẽ làm đúng, thì chúng ta sẽ không có phạm bởi cớ tiền bạc trong đó. Tại vì tiền của Chúa muốn là đi giúp đỡ đúng tiền. Và xin mời tư ký Quỳnh Thị Kiều. Dạ, xin mời thủ quỹ Lê Quang Văn Hiếp. Dạ, xin mời phó thủ quỹ Lâm Văn Già. Dạ. Kính thưa quý bạn chị em, đây là những người đại diện phòng cầu nguyện toàn cầu, sẽ là người kết nối với phòng cầu nguyện toàn cầu của trung tâm và sẽ thông báo những nhu cầu cần thiết đến với quý bạn chị em. Thành ra là tôi tin chắc rằng á, là sắp tới đây Chúa sẽ sử dụng nơi này làm ánh sáng, làm núi của đất là ánh sáng thế gian. Như qua con cái Chúa ở đây mà chúng ta không cần phải chúng ta đi xin nữa, mà ngược lại là chúng ta phải đi cho. Quý vị muốn đi cho hay muốn đi xin? Đi cho. Muốn đi cho, amen. Quý vị công bố đi, điều đó sẽ thành một chuyện đột cho quý vị. Bắt đầu quý vị tập cho những gì quý vị có. Có nghĩa là ngày trước đó chúng ta có 20 kg gạo, mà 19 kg gạo, bây giờ chúng ta cũng kiếm thêm ký nó cửa 20 kg, chúng ta để nó lại. Nhưng mà ngày hôm nay 19 kg gạo đó chúng ta có thể bớt ra 1 kg, chúng ta đi cho người khác. Lâu lâu quá chúng ta có thể là hợp lại với nhau như vậy, và chúng ta có sự mà cùng nhau dâng hiến đó, thì cuối ngày đó thì chúng ta sẽ chích ra một phần để chúng ta mua một ít gạo, để chúng ta coi người nào nghèo nhất ở trong họ hết chúng ta cho. Chúng ta kéo nhau đến nhà chúng ta tặng. Và thậm chí á, cái nhà người không tin Chúa thì chúng ta cũng nên đến đó để tặng, thì chính vì họ sẽ thấy chúng ta thương yêu nhau và họ sẽ giúp đỡ chúng ta sau này nữa. Và tôi một sư phan tính kiệt đại diện phòng cầu nguyện toàn cầu, tôi công bố phòng cầu nguyện toàn cầu ở tại Gạch Tàu, tỉnh Cà Mau chính thức được thành lập. Xin chúng ta trọng trọng các bạn. Xin mời quý vị về. Và bây giờ